con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho một trợ tá xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa, lấy bùn đất tạo ra mọi thứ ngoài đồng và chim bay trên trời. Đoạn dẫn đến cùng Adam để xem ông của chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Anh em yêu mến thánh thượng, chị Maria chuẩn bị tươi thắm. Các anh chị cùng nhau lên kẻ thờ để muốn kết hôn của anh chị được xuống cùng cố hoặc dấu ấn linh thánh trước mặt thượng đăng viên của hội thánh và hội đoàn. Đức Kitô ra vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phụ phụ của anh chị và dùng uy tín đặc biệt đang làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng uy tín thánh tận và thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các anh chị về ý định của anh chị. Các anh chị đến đây để kết hôn với nhau, các anh chị có ý nghĩa gì không? Không. Các anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Không có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các anh chị có sẵn sàng yêu thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời không? Không có. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sinh ra và trở thành chúng theo đúng đức Kitô và hầu thánh không? Không có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một con giao ước hôn nhân thánh thiện, các anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự thật của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Em là Maria, chồng của Đức Kitô, nhà ông đang muốn chấp nhận là chồng của em và muốn giữ lòng chung thủy với anh. Khi tình của cũng như lúc chia tay, khi mà em cũng lúc đau yếu để yêu và trong cho anh mọi ngày suốt đời em. Anh là nhận em Maria trở thành tư thắm làm vợ của anh và được sức lòng chung thủy với em khi vợ cũng như ông xa nhà, khi mạnh khỏe cũng như ông đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Xin Chúa cho
chúng ta cùng chúc mừng cho hai gia đình mới.